Xin chào các bạn. Thì ở đây là máy đang bị lỗi về trên sạc nè, chúng ta sạc không vô nè. Đó. Thì đây là các bạn sẽ thử, chúng ta kiểm tra, chúng ta vệ sinh là có được hay không. Còn nếu trường hợp giải pháp mà không được, các bạn phải thay cái cục nhân sạc. Đó. Thì đây, hôm nay là mình sẽ ra clip và là hướng dẫn về thay cục chân sạc của iPhone 7 Plus. 7 Plus ha. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Đây, bây giờ thay như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tắt cái máy đi. Đó. Và chúng ta tháo hai cái ốc dưới đáy này nè. Đây ha. Đây là mình tháo hai ốc này ra. Đó. Mình tháo ra để mình thay chân sạc. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta mở màn hình ra nè. Đây. Đây là chúng ta mở xung quanh của màn hình iPhone 7 Plus nè. Máy này cũng vỏ cũng hơi xấu xíu. Rồi là máy trong quá trình sử dụng thôi. Chúng ta mở đây là xung quanh đây nè. Cái này là nhẹ nè, thấy chưa? Đây là muốn lên này nè. Thì để mà lên được cái này á, các bạn sẽ đưa ra là cái ngàm nó không được kẹt là nó sẽ lên. Chưa lưu ý. Sau khi đã xong, chúng ta tắt qua một bên được rồi. Mình tắt tiếp tục đi. Rồi. Đây là chúng ta đã tắt ra được, thì các bạn sẽ thấy gì đây, rút qua ngược lại nè. Đó. Và lúc này chúng ta sẽ tháo cái gì đây? Tháo cái pin ra. Vị trí nha. Đây là mình sẽ tháo ra nè. Cắt đi được nguồn điện pin nè. Để chúng ta thay chân sạc. Ba. Bốn. Rồi. Đây là các bạn sẽ tháo cái gì đây? Cái phe pin nè. Đó như thế này. Tháo chân pin ra. Rồi. Chúng ta tháo màn hình ra. Đó. Tiếp tục đây là mình tháo về cáp của gì đây, camera trên. Nắp phe. Rồi, cái cuối cùng là các bạn sẽ tháo gì đây, tháo cáp của camera này ra. Đó, mình để qua một bên. Thì đây là vấn đề chân sạc, đây là bị lỗi nè. Chân sạc là các bạn phải tháo hết toàn bộ cái cục này ra mới được. Nó chân sạc như thế này. Các bạn thấy không? Thì đồng nghĩa là chúng ta phải tháo cả cái cụm và tháo cả cái chân của chỗ men ra thì chúng ta mới thay được. Để mà thay được thì lúc này mình sẽ tháo trên đây ra. Trên đây ha. Các bạn nhìn sẽ nhìn trên đây. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo cái cụm gì đây? Cái loa nè. Ở trong này ha. Loa lớn này. Tháo ra. Nhấc ra đây. Đây là các bạn phải tháo hết ra luôn nè. Đây. Đây. Rồi rung nè, rung các bạn phải tháo luôn. Rung này cũng đang bị mở lên là nghe rè rè. Đó. Đây là chúng ta tháo rung này ha. Để thay chân sạc. Các bạn sẽ lấy cái nhíp này, chúng ta nhấc lên nè. Đó. Dạ. Đây. Rung này, nhấc qua bên. Chân sạc đây các bạn. Đó, nguyên cục nó đây. Đây là loa nè. Loa chúng ta nhấc ra luôn. Đây nha. Để qua bên. Các bạn lấy nhấc hai tầng, vít hai tầng để mà nhấc cái phần men lên nè. Đây nha. Đây là vít hai tầng, ốc hai tầng nè. Một cái. Nè và ngay vị trí về kia là cái lấy dọc sim nè, chúng ta tháo cái sim ra. Đây nha. Thì lúc này là chúng ta sẽ tháo được cái scap ra luôn nè. Đây. Và ốc này trên cái vít hai tầng đây chúng ta nhấc đây nữa. Hai con ốc. Đó, cơ bản là chúng ta nhìn thấy là cũng đã ra được cái nhấc ra được cái
cộng rồi đúng không? Đó, bây giờ các bạn sẽ cách ly gì đây? Cách ly cái tất cả cái ốc của chân sạc ra. Đây mình đang tháo về thay chân sạc của Samsung, đấy của iPhone 7 Plus nha các bạn. Đây là mình sẽ tháo ra những cái ốc mà định vị lên chân sạc đây. Các bạn không cần tháo pin, cách ly nguồn pin đó thôi là được rồi. Dưới đây sẽ có hai ngóc nữa, các bạn nhớ là tháo luôn. Đây. Yeah. Thì lúc này là các bạn nhìn thấy là cái chân sạc thì ở đây là nó có đã muốn ra hết rồi. Các bạn lấy cái keo OCA để chúng ta tháo cái chân này ra nè, cáp ra đó, cáp trên đây ra, mình để này cho men luôn, giữ lại luôn, khi nào không được mình mới nhấc ra đó. Bây giờ chúng ta cho cái nước dung dịch để chúng ta tháo cái chân sạc này ha. Đây thôi các bạn, đây để cho chợ cái mở cái keo nè, đây mình nhấc vô đây, để cho dễ dàng tắt cái chân sạc này ra. Rồi bây giờ sau khi keo là muốn ra rồi á thì chúng ta nhấc này ra ha, nhấc chân sạc ra. Đây là các bạn sẽ nhấc cái chân sạc ra nè, men này chúng ta nâng lên xíu nè, thấy không? Lúc này chúng ta sẽ nhấc cái chân sạc ra. Rồi đây là mình sẽ nhấc chân sạc ra ha. Đó, như đây là các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ là cáp hoặc là cái anten. Đây là anten của gì đây? Của cái anten này, anten của cái men nè. Đó, chứ mà nhấc ra luôn. Đây, anten này mình nhấc ra. Đây. Đây chân sạc cũ. Rồi sang chân sạc mới. Chân sạc mới thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ tháo siêu ra nè. Cái này riêng là của ốc chế táo nè, các bạn thấy không? Bây giờ cái hình chế táo đây. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra nha, tháo ra đây. Mà tháo cái sạc mới ra, tháo ra. Đối trên sạc mới thì chúng ta cũng lại ghim vô, đặt đúng vị trí, nâng men nhẹ lên. Đấy ha. Đây là cái cách để chúng ta làm mà nhanh và là gọn. Đó. Các bạn ghim này vô. Các bạn ghim này vô. Rồi bây giờ vị trí cái chân sạc đây chúng ta cũng đặt vô luôn. Đó. Các bạn lưu ý là trên cái chân sạc này nó có cái lẫy nè, cái rau nè. Chúng ta nhớ cái rau này khi mà đặt có, nếu mà thiếu chúng ta phải bổ sung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghim lại ha, đặt đúng vào vị trí của cái máy. Chúng ta gắn vô và chúng ta gắn ốc với cụm men vô nè. Đây hai ốc với dây nè. Các bạn nhớ gắn vào nha. Đây là một ngóc nè. Đó. Rồi thêm một ngóc nữa.
Đây chúng ta vặn lại ha. Rồi. Và những góc đây chúng ta phải cố định lại màn loa rung. Đó. Giờ đây là cái loa đây và cái anten. Anten các bạn cũng lưu ý là chúng ta phải bộ đúng vị trí nó lại ha. Đây anten đây. Gắn nó lại đúng vị trí này. Đặt lên và nhấn xuống thôi. Đó, nhấn xuống. Chúng ta bổ sung hai ốc nè. Ốc hai tầng nha. Đây các bạn sẽ vặn đây một con. Đây một con nữa. Nha, đó là hai con. Rồi, tiếp tục dàn loa đây. Loa thì các bạn sẽ đặt vào đúng vị trí và chúng ta gắn loa là trên đây. Đó. Đây gắn loa lại nha. Chúng ta vặn ốc lại, chuẩn bị những cái góc lại. Dài đây. Ốc ngắn đây. Đó. Rồi sau khi bạn xong hết rồi chúng ta tới dàn rung. Rung thì các bạn cũng gắn vào luôn nè. Đó. Hai ốc đây ha. Gắn đúng vào socket nè. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ vặn ốc lại. Đó. Đây. Đây. Rồi chúng ta bổ sung những cái nóc vào đây vô. Đó. Đây nha. Thêm một con. Hai con. Chỉ số két đây một con. Hai con. Đây nha. Rồi quá trình là coi như là thay socket của thế giới sạc coi như là đã xong. Bây giờ chúng ta gắn lại và chúng ta test thử trên đây. Để mời các bạn cùng xem. Đây là mình gắn về camera trước nha. Camera trước. Và trên đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta cũng có cái siêu để chúng ta định vị lại cái nắp phe siêu rồi. Chúng ta gắn lại cái ốc của phe siêu rồi. Ba góc nha. 1, 2, 3. Rồi ốc màn hình. Mọi người chúng ta đặt đúng cái chỗ gần cái cáp màn hình nè, nhấn số. Đó. Đây là cổng cáp màn hình nè. Chúng ta cũng nhấn xuống. Và ốc của gì đây? Của pin. Chúng ta nhấn đặt vào luôn. Đó. Và đây là phe. Nha. Yeah. Lúc này chúng ta sẽ gắn cái ốc của cáp phe lại.
hơi khá nhỏ, chúng ta tỉ mỉ một xíu. Mặn vừa tới, rồi cơ bản là mình đã gắn được xong cái này, chúng ta kiểm tra lại ốc hết toàn bộ trên đây. Rồi sau khi xong đó là chúng ta sẽ ráp lại cái này ha. Giờ chúng ta vặn lên thử. Đây đó. Rồi đây là quá trình màn hình chúng ta đã lên và các bạn sẽ gắn lại, thấy không? Gắn cái sim lại nữa, đây cái sim đây, thấy chưa? Chúng ta gắn lại đây và trên cáp đây chúng ta gắn lại, đó, hai ốc cũ mà dưới hai ốc đáy nè, chúng ta cũng phải ghim lại luôn, vặn lại ha. Đây trong cái nhìn mở nè, mình sẽ gắn nắp vô một nè, hai nè, đó. Thì đây là máy đã coi như đã hoàn tất và cũng đã lên, và bây giờ mình sẽ mở lên thử ha. Rồi bây giờ chúng ta thử test thử sạc coi được hay không. Sau khi mà chúng ta cắm được sạc được rồi, chúng ta test thử coi là mọi chức năng trên đây ok hay không. Đó. Thì đây là clip, đây là mình đã thay thế là trên sạc coi như đã thành công và đã xong. Rồi clip xin tạm dừng đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp nha, 0922 42 42. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Hello,